Với sự cố gắng và nỗ lực không mệt mỏi, tập thể cán bộ giảng viên Vietronics đã có được sự tin tưởng của các doanh nghiệp và người dân qua 11 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển. Nhà trường đã trở thành một địa chỉ đào tạo tin cậy. Thương hiệu của nhà trường được biết đến rộng rãi, không chỉ trong thành phố Hải Phòng mà cả trên toàn quốc với những giá trị được biết đến như ngôi trường công nghệ, ngôi trường đào tạo gắn liền với doanh nghiệp. Ngày 17 tháng 2 năm 2004, lễ công bố quyết định thành lập trường Cao đẳng Công nghệ Vietronics và lễ khai giảng năm học 2003-2004 được long trọng tổ chức với sự chứng kiến chung vui của lãnh đạo các bộ, Tổng Công ty Điện tử và Tin học Việt Nam, thành phố Hải Phòng, lãnh đạo các ngành chính quyền địa phương và các trường đại học cao đẳng, là mốc son đầu tiên ghi dấu sự hình thành của trường Cao đẳng Công nghệ Vietronics. Đội ngũ cán bộ giảng viên của nhà trường không chỉ trẻ trung, năng động mà còn chuyên nghiệp, sáng tạo, không chỉ có trình độ chuyên môn cao mà còn đầy trách nhiệm, nhiệt huyết. Giảng viên của trường không chỉ được sinh viên đánh giá cao mà còn khẳng định chất lượng ở thành phố và trên toàn quốc. Với mô hình đào tạo 2+1, sinh viên vừa được đào tạo lý thuyết, vừa có cơ hội cọ sát với thực tế, gắn kết những kiến thức đã được học tại trường với môi trường thực tiễn bên ngoài. Bên cạnh đó, nhà trường đã ký kết thỏa thuận phối hợp đào tạo nguồn nhân lực với nhiều doanh nghiệp để tạo điều kiện cho sinh viên đi thực tế, thực tập tốt nghiệp và giải quyết vấn đề việc làm cho sinh viên sau khi ra trường. Vị thế quan hệ đối ngoại của nhà trường tiếp tục được nâng cao thông qua việc ký kết và triển khai hợp tác với các trường cao đẳng đại học uy tín trên thế giới như Học viện Bắc Hill Úc, Cao đẳng Cruyff Rao, Đại học Brest Pháp, Đại học Bắc Alabama Hoa Kỳ. Việc ký kết sẽ mang lại cơ hội học tập, nghiên cứu khoa học và hội nhập với cộng đồng quốc tế cho học sinh, sinh viên và giảng viên của nhà trường. Trong những năm vừa qua, nhiều hoạt động của học sinh, sinh viên đã diễn ra sôi nổi. Với tất cả các hoạt động này, sinh viên Vietronics đều tham gia nhiệt tình và thể hiện được bản sắc riêng của mình. Có thể kể đến các hoạt động tình nguyện, chương trình tiếp sức mùa thi, gala chào tân sinh viên, đêm hội thanh niên, rung chuông vàng, ngày hội gói bánh chưng. Nghiên cứu khoa học là hoạt động có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của các trường cao đẳng đại học. Nhận thức rõ được vai trò của hoạt động này, ban lãnh đạo trường Cao đẳng Công nghệ Vietronics luôn quan tâm và có kế hoạch lâu dài nhằm thúc đẩy phát triển mạnh mẽ công tác nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên và học sinh sinh viên trong toàn trường. Trong thời gian vừa qua, các sản phẩm khoa học công nghệ do thầy và trò nhà trường chế tạo như robot đánh đàn, xe sinh thái tiết kiệm nhiên liệu là thành tích đáng tự hào. Cái nhìn đầu tiên, hình dạng của chiếc xe đã khiến nhiều người lạ lẫm. Nó giống như một ngọn lửa được cách điệu. Vỏ xe được làm từ vật liệu sợi thủy tinh, nhựa, polyester, phủ sơn sáng bóng. Với thiết kế khí động học như vậy, lực cản của gió sẽ được hạn chế tối đa khi xe di chuyển. Đây là một trong nhiều yếu tố tạo nên chiếc xe đặc biệt này. Để tạo ra chiếc xe sinh thái, thầy và trò trường cao đẳng Vietronics tại thành phố Hải Phòng phải mất 5 tháng làm việc tích cực. Mục tiêu là tạo ra một mẫu xe đốt cháy xăng tối đa và ứng dụng được vào cuộc sống. Anh Đào Quang Khanh đã cùng với học trò của mình bắt tay vào thực hiện dự án robot playing organ. Bắt đầu là việc thiết kế mô hình trên máy tính, tính toán được các yếu tố kỹ thuật và sau đó tìm mua các nguyên vật liệu để lắp ráp robot. Sau 5 tháng miệt mài làm việc, robot đã được hoàn thiện trong sự vui mừng của cả thầy và trò.
Vừa qua, nhà trường được Sở Khoa học Công nghệ thành phố Hải Phòng giao cho xây dựng đề án đào tạo đội ngũ lao động lành nghề, tài năng, chất lượng cao. Theo đó, căn cứ vào tiềm lực của nhà trường, kết quả đào tạo, nhu cầu của doanh nghiệp cũng như định hướng phát triển của thành phố, nhà trường sẽ có định hướng lựa chọn đối tượng đào tạo từ khâu đầu vào qua quá trình đào tạo đặc biệt để đảm bảo chất lượng đầu ra, đáp ứng linh hoạt yêu cầu thực tiễn. Phương pháp dạy học theo dự án và mô hình đào tạo 2+1, người học là chủ thể và gắn liền nhà trường với doanh nghiệp được chú trọng trong kế hoạch đào tạo này. Với thành tích đáng tự hào, toàn thể cán bộ giảng viên và học sinh sinh viên trường Cao đẳng Công nghệ Viettronic quyết tâm hơn nữa, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành thắng lợi chủ đề năm học 2014-2015, gắn nhà trường với doanh nghiệp, đổi mới phương pháp dạy và học.